hấp dẫn à. Đã. Hiệp mến chào cả nhà mình nha. Lời đầu video thì Hiệp xin gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình đã luôn đồng hành và xem video ủng hộ cho Hiệp nha. Rồi cả nhà ơi, hôm nay đi vòng vòng mấy cái điểm sông hay cao cả nhà. Nước hôm nay rút khô lắm cả nhà ơi. Đây sông Bèo, sông này cũng lâu năm rồi. Chỗ đây nó có một cái cây cầu này cả nhà. Một cây cầu nó đi lậu qua kia là cũng có, cũng có ai lậu rồi nè, nó có cái giáo nè. Đó. Ở đây mình lậu qua được cả nhà. Đi qua bờ bên kia cao. Dọc bờ đây bây giờ nó cũng lầm quá cả nhà ơi. Ở đây lúc trước thì có cầu mấy lần, cũng có lương khủng á. Không biết nay ra sao thôi. Có cái cầu đi qua được nè cả nhà. Cái cây này. Cây đi qua được. Rồi. Bây giờ Hiệp đi vòng vòng thôi. Đi tìm hang. Dọc dọc bờ bên này qua cái bờ bên kia thế cả nhà. Mai đâu kiếm được hang có lương cao cho cả nhà mình cùng xem. Hy vọng có lương khủng nghe cả nhà nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Đã chưa? Ồ, cả nhà ơi, Hiệp thấy nước nó hơi lên xuống nhẹ nhẹ kia kìa. Hay là ở ngoài nó trao ơi. Cả nhà thấy không? Dần lên dần xuống nhẹ nhẹ. Rồi để Hiệp cao thử nha. Này trong cái bụi lùm không cả nhà ơi. Làm nó em màu to to mai đâu có em khủng. Đỡ phát cho nó sướng nè. Mấy hàng to này dễ có lường khủng lắm cả nhà ơi. Rồi. Đớp vào đây cho nó đã nha. Chỗ đây có cái ổ kiến mùi. Kiến nhọt. Kén là biến. Thấy nó lên xuống nhẹ nhẹ nè. Đỏ y luôn cả nhà ơi. Thấy lên xuống nhẹ nhẹ nghi mà. Ui thả rồi. Tụt cả nhà ơi. Nó lên lên nè. Ở cái này nó. Ui không thấy rõ cả nhà. Được. Trọng rồi cả nhà ơi. Trọng trọng. Không to. Cái này có kéo cũng vui rồi. Trọng trọng đây. Lãng mái cả nhà. Cả lặng máy á, lặng rưỡi, cả tầm lặng rưỡi. Một cái hang to ghê mà không có lưng to ta. Nó nằm trong có bụi rồi. Lùm không. Rồi. Để cho nó vào túi nha. Mở hàng phát là thấy nó cũng vui rồi cả nhà. Có là vui rồi. Để cho nó vào túi đó. Rồi dưới đây mới tìm được cái hang nữa nè. Hang to cả nhà ơi. Đã chưa. Nó hang nhìn đẹp ghê luôn á. Rồi đi Hiệp xe tới nha. Mấy cái hang to nhìn đã quá cả nhà. Rồi không có em khủng nè. Ui ui. Ui cả nhà ơi. Nè nè nè. Nó rượt lên nè. Trọng. Ui cái con mồi vừa rớt vào. Cái miệng hang nó phá mình luôn. Ừ được lắm cả nhà ơi. Đào nhỏ nhưng mà mình to đấy. Ừ, như nhớ nó tí nè. Ừ, lên nữa bầu to. Được cái nha. Hấp dẫn à. Đã. Ừ. Được ghê nè.
cỡ này nó giật nghe đá ra cả nhà ơi. Đào nhỏ mình to chưa cả nhà xem này, đào nhỏ mình to vàng khè luôn. Ui, ui quá nhiều cây đá cả nhà ơi. Vàng ngon ghê chứ nha, vàng bong bong bong. Con này 2,5 lần khỏe luôn cả nhà xem này, vàng bong 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 nhìn đẹp không, 2,5 lần đó cả đó đã. Ủa mấy cái hàng to ghê mà lương cũng ba lớn rồi. Thế nào cháu mang gặp nó em không khủng nữa, nằm bay lạng mà kéo cho nó hấp dẫn. Hàng đẹp ghê cả nhà ơi. Rồi ngon lành, đẹp cho nó vào túi đã, hấp dẫn đó. Rồi để cho nó vào túi thì tìm hàng tiếp nha. Rồi dưới đây thì tìm được cái hang này, hang to lắm cả nhà, mà cái hang này trên cái bờ nó cao nó khô nghe. Đây mà vạch dưới đây này, nó cái đường hang nằm dưới này, có lý lắm cả nhà ơi. Rồi để xe nghe, cái miệng hang phía trên này to lắm, không biết ra sao đây. Dưới đây là cái đường nhỏ nhỏ. Ui, dưới cái kịch luôn cả nhà ơi. Nghe cũng đậm đàm ở tay. Ừ, được 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 được. Quá ngon quá cả nhà ơi. Vàng, con này vàng ghê luôn. 18 mồi vào mới làm cái cạch liền. Wow, nhẹ nhàng nha, đừng có rượt ra ngoài nha. Đây mà rượt ra ngoài là chụp không được á. Rượt ra ngoài là xuống nước luôn. Thả vào làm cái kịch liền. Mà cái đường hang phía trên nó to ghê cả nhà nè, to lắm cả nhà, cái đường hang phía trên to kinh luôn. Mà vạch cũng dưới là lương cũng nhỏ ta. Được, nhỏ nhỏ nhưng mà cái này ngon quá rồi cả nhà ơi. Cái này là mùa này mà kiếm được mấy em lương cái này là quá là ngon rồi. Đó, có lý. Rồi đi cho nó vào túi nha, kiếm vài con như vậy nữa là kéo là vui rồi cả nhà. Đi cho nó vào túi tìm hẳn tiếp nha. Bờ bây giờ lùm quá cả nhà ơi, khó tìm. Rồi kết quả hôm nay thì cũng chỉ được có mấy con thôi cả nhà ơi, kiếm thêm thì nó cũng không có, được 3 con thôi. Chung là lương hôm nay thì cũng được cả nhà, lương hôm nay trọng 3 con, lương hôm nay thì cũng ngon đó cả nhà, tầm 2 lạng, hơn 2 lạng một con. Có con này to này, trời nén quá cả nhà ơi, lương nó cũng đuối, được có 3 con thôi. Nói chung là cũng có hang nhiều nhưng mà nó lại không có lương cả nhà ơi. Bây giờ mai đâu nước lớn, mưa xuống nước nước lụt lên rồi nó rút xuống là mai nó có lương. Bây giờ kiếm được lương nó cũng khó. Nay được 3 con là cũng may lắm rồi cả nhà ơi. Thì đi lùng nãy giờ đuối luôn, hết đường. Rồi thì cả nhà mình quan tâm lưỡi câu lương liên hệ Zalo trực tiếp với Hiệp nha. Hiệp làm gửi cho cả nhà cao. Bên Hiệp thì nó có 3 size cả nhà, nhỏ, trung, đại. Đây là lưỡi đại nè, to lắm nghe cả nhà nha, lưỡi đại thì nó to. Nhưng mà cái mão móng rồng thì tuy nó to nhưng mà con lương nó nuốt được cả nhà, nuốt suông. Chứ mão lưỡi tròn mà nó to như vậy, nó kiểu như thế này là nuốt không được. Rồi thì anh em quan tâm thì liên hệ Zalo trực tiếp với Hiệp, Hiệp có để số trên màn hình đó. Rồi thì hôm nay thì cũng được 3 con thôi cả nhà nha, cũng tạm ổn rồi. Thì đến đây thì cũng kết thúc video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.